Đấy, các bác cứ mua tặng các bá đi, mua tặng bá, tặng vợ, tặng người yêu đi, rồi cái gì các bạn có. Con này một tỏi 6 bác nhá, một tỏi 6, còn hộp này, còn hộp hết tất cả trong này luôn nhá. Còn hộp, còn bông, một tỏi 6 nè. Đấy, có gì này, đẹp chưa? À, mặt khảm trai bác nhá, mặt khảm trai luôn, mặt khảm trai này. Đấy, con Senko, hàng Nhật Bản Japan luôn nhá, hàng Nhật Bản Japan. Đây Senko này, Senko mặt đấy, khóa này của nó khóa bóp này, bóp luôn nhá, bóp này, bóp lẫy này. Đấy, bóp lẫy này là nó sẽ bật cái này ra, bóp hai lẫy này, ok chưa? Đây mặt khảm trai số là mã, để em thuật cầm lên cho bác nhìn này, đẹp chưa? Và ươm mặt khảm trai nhau nhá, Senko Japan đẹp xuất sắc, lên tay nữ thì chấm hết, ok chưa? Em tuần để cho bác này. Đấy, nên vào màu đen, vẫn cho màu đen nó lộ luôn bác ạ, đẹp hẳn luôn này, nổi luôn chưa? Đấy, có khi em phải mượn cái điểm đen này để đây cho các bác nhìn, cho bác biết giá trị của nó. Một tỏi 6, mua tặng ngay các bác đi bác nhé. Con này tay thì đeo thoải mái rồi, nữ thì đa số về là phải bấm bớt rồi. À, con này là tay em 18 đeo được, cổ tay em 18 đeo được, thì nữ đa số ít cổ tay 18 lắm. Đấy, thoải mái bác nhé. Đấy, con nào về tặng bác gái hay tặng người yêu hay tặng con tặng cháu, những món quà này thì ok luôn. Rồi chào bác, phê chưa? Còn hộp luôn nhá, hộp luôn đấy, trong hộp luôn đấy.